Quân đội nga tiếp tục phát huy các kết quả tích cực đã đạt được ở Toresk. Hungary trở thành chủ tịch EU luân phiên là sự trợ giúp từ xa đắc dụng đối với ông Trump. Vùng lãnh thổ New Caledonia của Pháp hứng chịu làn sóng bạo lực mới. Hầu Thi đăng video thử nghiệm xuồng cảm tử trang bị khối thuốc nổ 150 kg. Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là phần tin chi tiết. Nga đã mở một mặt trận mới trong cuộc xung đột ở Ukraine, phát động một cuộc tấn công bất ngờ ở khu vực phía đông bắc Kharkov sau khi tập trung phần lớn lực lượng của họ trong năm nay. Cuộc tấn công bắt đầu vào đầu tháng 5 vừa qua, chứng kiến hàng nghìn binh sĩ Nga vượt qua biên giới phía bắc và buộc Ukraine phải điều quân từ các khu vực khác đến để cầm cự tại các vị trí phòng thủ đây là một ví dụ về cách Nga khai thác những điểm yếu chính của Ukraine. Không đủ nhân lực, thiếu pháo binh, lực lượng phòng không thưa thớt và công sự phòng thủ không đầy đủ. Các lữ đoàn chiến đấu trên tiền tuyến của Ukraine đang bám trụ khi họ tuyệt vọng chờ đợi đạn dược từ các đồng minh và nguồn tân binh để bù đắp sự thiếu hụt nhân lực vốn rất cần thiết. CNN vừa qua đã vạch ra ba mặt trận quan trọng, nơi giao tranh hiện đang diễn ra ác liệt với những bước tiến nhất định mà Nga đã đạt được dọc theo chiến tuyến vốn trước đây từng bị đóng băng trong nhiều tháng. Ở phía Bắc, Quân đội Nga đang gia tăng áp lực với Kharkov. Dọc theo mặt trận phía Nam, trận chiến đang diễn ra nhằm tái kiểm soát các ngôi làng mà Ukraine đã giành lại trong cuộc phản công năm ngoái. Trong khi đó, Ukraine đang chạy đua để khắc phục những điểm yếu hiện tại sau khi tự nhận thấy mình đang thất thế khi tuyên bố sẽ chiến đấu để bảo vệ từng căn nhà, từng con phố. Cuộc tấn công xuyên biên giới đã dẫn đến việc các lực lượng Nga nhanh chóng nắm quyền kiểm soát một số ngôi làng. Kể từ đó, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trong khu vực khi nỗ lực giành quyền kiểm soát những khu định cư quan trọng ở Vochansk và Lipsi. Hiện nay, ở phía đông Vochansk, lực lượng Moscow va phá hủy một cây cầu khác. Tại Rastolovka, quân đội Nga được cho là đã nắm quyền kiểm soát 50% ngôi làng, được xác nhận bằng một đoạn video cho thấy một lá cờ Nga được cắm ở đó. Theo hướng Chashovya, lực lượng Nga đã chiếm giữ và đảm bảo được nhiều vị trí hơn ở phía bắc tiểu khu Kanan. Đoạn phim của Ukraine cũng đã xác nhận bước tiến này. Theo hướng Toresk, quân đội Nga tiếp tục phát huy các kết quả tích cực đã đạt được dường như lực lượng Kiev đã sập bẫy khi rút bớt binh sĩ phòng thủ ở miền đông, điều động lên tăng cường cho chiến dịch phản công tại mặt trận Kharkov. Tại khu vực Toresk, các mũi xung kích của Nga đang ào ạt tấn công từ nhiều hướng cùng lúc, khiến đối phương bối rối, có thể rơi vào vòng vây và thất thủ hàng loạt. Về hướng Adipka, quân đội Nga tiến lên và kiểm soát hoàn toàn Novo Oleksandrovka. Tại Rabotino, trên mặt trận Zaporizhia, họ cũng tiến xa hơn về phía đông. Tạp chí Defense Talk đánh giá kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quốc gia phương Tây đã không coi trọng phát triển các phương tiện chiến đấu trên bộ mới, trong đó có xe tăng. Dù chúng vẫn được nâng cấp thường xuyên, nhưng chủ yếu là cải thiện giáp bảo vệ và hệ thống điện tử tích hợp, chứ không phải là nâng cấp sức mạnh pháo tăng. Khi Nga cho ra mắt xe tăng T14 Armata vào năm 2015 với nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với các dòng xe tăng truyền thống trước đó của Liên Xô thì xu hướng phát triển xe tăng của phương Tây đã thay đổi. T-14 Armata không phải là một bản nâng cấp của xe tăng truyền thống mà là nền tảng phương tiện thiết giáp hạng nặng hoàn toàn mới có tiềm năng nâng cấp và tích hợp nhiều công nghệ trong nhiều thập kỷ tới. Trong đó đáng kể nhất là hệ thống khung gầm mới được gia cố, đủ khả năng mang pháo tăng cỡ nòng lớn hơn. Điểm đặc biệt của xe tăng T-14 không chỉ nằm ở các giải pháp kỹ thuật, công nghệ được áp dụng mà là khung gầm thiết giáp này có kích thước lớn hơn đáng kể so với các dòng xe tăng truyền thống của Nga để tích hợp các loại pháo tăng cỡ lớn hơn. Ông Sergei Chemezov, người đứng đầu Rostec, đã chia sẻ điều này trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti. Ông nói, vào tháng 12 năm 2023, tập đoàn Rostec đạt được tiến bộ thử nghiệm trên chiếc xe tăng T-14 Armata với pháo 152mm mới đầy mạnh mẽ. Ông Sergei Chemezov nhấn mạnh, chúng tôi đã hoàn thành nó cách đây một thời gian, vì vậy chúng tôi sẽ sớm thấy được kết quả Ông Sergei Chemezov nói thêm rằng Xe tăng T-14 mới nhất ngoài pháo 152mm Thì còn được nâng cấp với hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến Tuy nhiên ông không cung cấp thêm chi tiết Nguồn thông tin do dỉ tiết lộ thêm rằng Mẫu T-14 mới này sẽ thay thế pháo 2A82-1M 125mm Bằng pháo nòng trơn 152mm 2A83-1A cải tiến có nòng mạ chrome pháo 152mm đáp ứng khả năng tiêu diệt mục tiêu bằng đạn xuyên giáp dưới cỡ ở khoảng cách 5km và lên tới 10km với đạn tên lửa bắn qua nòng pháo chính. Theo các nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga, các phát bắn xuyên giáp từ pháo 152mm có thể xuyên tới 1m giáp thép đồng nhất ở khoảng cách 2km. Như vậy, không một xe tăng hiện đại của Mỹ và phương Tây nào có thể sống sót trước khi tiếp cận khoảng cách có thể tấn công hỏa lực bắn thẳng vào xe tăng Nga. Từ năm 2016, hãng Rheinmetall công bố chương trình phát triển pháo 130 mm và sau đó là hãng chế tạo Bugis, một chi nhánh của tập đoàn Nexter của Pháp, giới thiệu pháo chính cỡ 140 mm với mục tiêu chính là giúp các xe tăng của châu Âu có vũ khí đủ uy lực để giáp chiến với T-14 Armata của Nga. Lãnh đạo cục phân tích chính trị quân sự Bộ Quốc phòng Nga Alexander Mikhailov cho biết, căn cứ vào những hình ảnh được công bố rất khó có thể đánh giá dòng pháo tăng cỡ 130 mm mới có thể giúp các xe tăng của châu Âu đối đầu với T-14 Armata hay không vì nó chỉ nằm trong một đoạn clip quảng cáo ngắn của Rheinmetall và chưa có thông tin kỹ chiến thuật cụ thể. Trang mạng quân sự của Nga đưa tin, quân đội nước này đã phát triển công nghệ mới chống lại thiết bị bay không người lái UAV của Ukraina bằng cách sử dụng UAV dạng lưới. Đoạn video mới được công bố cho thấy một chiếc uav bốn cánh quạt của nga đang thả lưới và một uav đối phương đang tiếp cận khiến cánh quạt của uav ukraine bị dối và rơi xuống đất hệ thống mới có tên sekomet thể hiện hiệu quả cao trong điều kiện thực chiến theo báo cáo thực địa sekomet đã đánh chặn và vô hiệu hóa thành công uav đối phương ngăn chặn việc sử dụng chúng trinh sát và tấn công các vị trí của nga giới chuyên gia ukraine dự đoán nga sẽ tăng cường sử dụng sekomet trong thời gian tới Phóng lưới là một trong những biện pháp chống UAV đầu tiên được sử dụng. Khi UAV ngày càng trở nên phổ biến trong tác chiến hiện đại, hàng loạt phương tiện và thiết bị đã được ứng dụng để loại bỏ mối đe dọa này như hệ thống phòng không mặt đất, UAV đánh chặn, UAV thả bom, tác chiến điện tử. Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, việc sử dụng các hệ thống như vậy có thể thay đổi đáng kể chiến thuật tác chiến bằng UAV. Sự thành công của Secomet trong hoạt động tác chiến thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển và triển khai các công nghệ mới nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của quân đội. Các quan chức địa phương Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái vào khu vực Krasnodar, phía nam nước Nga, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào. Cùng ngày, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 70 máy bay không người lái của Ukraine trên Biển Đen và Crimea chỉ sau một đêm. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Nga đã phá hủy 6 thiết bị không người lái trên biển của Ukraine ở Biển Đen. Hồi tháng 3, dựa trên những kinh nghiệm thực tế tại chiến trường Ukraine, Nga đã phát triển hệ thống đối kháng điện tử tự động hóa có khả năng ngăn chặn các tổ hợp máy bay không người lái với tên gọi Stupor. Là sản phẩm của công ty cùng tên, hệ thống đối kháng điện tử Stupor được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu tĩnh, căn cứ, kho tàng, khỏi mối nguy hại từ các loại UAV cảm tử. Điểm đặc biệt của Stupor là khả năng hoạt động tự động hóa hoàn toàn Nhờ hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, khi phát hiện ra mục tiêu, hệ thống sẽ tự động phân tích, nhận diện và đưa ra phương án áp chế điện tử phù hợp. Thông tin về hoạt động áp chế sẽ được gửi tới thiết bị di động của người điều khiển. Hệ thống Stupor được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa các hệ thống trinh sát radar mảng pha, máy quét tần số vô tuyến, hệ thống nhận dạng UAV quang học và thiết bị phá sóng áp chế mục tiêu. Hệ thống Stupor hoạt động dựa trên nguyên tắc phát sóng can nhiễu hoặc làm gián đoạn kênh điều khiển máy bay không người lái, thay thế tọa độ và ngăn cản kết nối giữa trung tâm điều khiển với UAV mục tiêu. Hệ thống có khả năng phát hiện UAV ở phạm vi 5 km và tạo ra vùng áp chế điện tử rộng tới 2 km xung quanh vị trí cần bảo vệ. Tuần vừa qua, giao tranh quyết liệt đã được ghi nhận dọc chiến tuyến. Lực lượng Nga đã tiến về phía Gulepol trên mặt trận Zaporizhia, củng cố đầu cầu gần Chashopja ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc Kharkov, gần Volchansk và Lipsy. Cùng lúc đó, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và các tài sản chiến lược của Ukraine như cầu và sân bay, đồng thời sử dụng máy bay không người lái để săn lùng các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp. Gần đây, Nga đang tăng tốc tấn công Ukraine ở Donetsk, đồng thời giảm cường độ hoạt động ở Kharkov. Điều này có thể cho thấy Moscow chuẩn bị chiến dịch đột phá mùa hè có thể đã bắt đầu. Theo các nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISVK, có trụ sở tại Mỹ, các hoạt động tấn công của Moscow ở khu vực Kharkov chủ yếu nhằm mục đích thu hút và đánh lạc hướng Kiev, nhằm tạo điều kiện cho quân đội Nga thuận lợi hơn trên các khu vực khác. Moscow đã gia tăng cường độ tấn công dọc theo trục Toresk, Goloka và duy trì cường độ tấn công tương đối cao ở khu vực này từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, giành được một số thắng lợi chiến thuật trong khu vực này quân đội Nga nhìn chung không hoạt động trên khu vực này trong suốt năm 2024. Vì vậy, việc kích hoạt và tăng cường lực lượng của họ đáng được chú ý. Ngược lại, tốc độ hoạt động tấn công của Nga ở khu vực phía Bắc Kharkov đã chậm lại đáng kể trong những ngày gần đây, đặc biệt là so với giữa tháng 5. Các nguồn tin Ukraine cảnh báo rằng Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công mùa hè, có thể sẽ tập trung vào miền đông Ukraine sau một cuộc tấn công ở phía Bắc nhằm mục đích thu hút nguồn lực hạn chế của Ukraine và sự tăng cường gần đây ở khu vực Donetsk có thể cho thấy sự chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mùa hè. Mùa hè này mọi thứ đang nóng dần lên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trông đợi vào sự hỗ trợ của phương Tây cũng như nhận được nhiều sự cho phép hơn để vượt qua một số lần danh đỏ nhất định. Trong đó có việc sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi phương Tây sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí và tiếp tục trừng phạt Nga, thì một số ý kiến đã chỉ ra tương lai ảm đạm của Ukraine. Đó là Kiev khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất và vì vậy đàm phán với moscow dường như là lựa chọn duy nhất theo viện các quân chủng thống nhất hoàng gia anh Russia, các lực lượng của nga tham gia vào hoạt động quân sự ở ukraine hiện đã tăng lên điều đó tức là nga đã thiết lập được ưu thế đáng kể về số lượng so với lực lượng vũ trang ukraine moscow đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô trung đội và đại đội nhằm vào một số địa điểm thay vì các chiến dịch cấp lữ đoàn và sư đoàn với ưu thế lớn về số lượng nga hiện đang kéo căng các lực lượng của ukraine trên tiền tuyến và tận dụng hạn chế của đối phương làm lợi thế cho mình. Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết quân đội đã tấn công một địa điểm huấn luyện phi công và quân nhân kỹ thuật của không quân Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên biển. Nga không nói rõ địa điểm của vụ tấn công. Còn tại thành phố miền đông Kharkov, Ukraine, theo Reuters, một người thiệt mạng và 10 người bị thương sau một cuộc tấn công của Nga coi báo động không kích được cho là đã vang lên tại 15 vùng tại Ukraine, gồm thủ đô Kiev. Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Olestchak cho hay lực lượng phòng không đã ngăn chặn hai trong số ba tên lửa do Nga phóng đến Kiev. Trong tuyên bố trên ứng dụng Telegram, ông Olestchak không đề cập đến thông tin về chiếc tên lửa thứ ba. Theo Thống đốc vùng Kiev Ruslan Kravchenko, các mảnh vỡ của tên lửa bị bắn hạ khiến hai người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, các mảnh vỡ này cũng làm hư hại hơn 26 tòa nhà và nhà dân cư cùng một số tài sản công, xe cộ. Ukraine Pravda cũng đưa tin dạng sáng 23 tháng 6, không quân Ukraine báo cáo quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình khắp Ukraine và cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực. Lúc 4 giờ 46 phút theo giờ địa phương, Quân đội Ukraine báo cáo một tên lửa hành trình Kalib từ phía nam qua vùng Nikolaev theo hướng vùng Kirovograd. Lúc 4 giờ 55 phút, tên lửa hành trình được phát hiện ở phía tây bắc vùng Kirovograd. Chúng tiến vào vùng Chekasi, di chuyển hướng về phía Bila Tsekeva. Sau đó liên tiếp từ 5 giờ 3 phút đến 5 giờ 22 phút, liên tiếp có báo cáo về tên lửa hành trình Nga ở Chekasi, Kiev, Zitomi, và Vasinkov, Khmelnytsky. Vào lúc 5 giờ 41 phút, mối đe dọa đã được xóa bỏ đối với các khu vực kể trên. Nga thường tấn công các địa điểm quân sự, cơ sở năng lượng, quốc phòng, hệ thống liên lạc của Ukraine, nhưng nhấn mạnh không nhắm vào nhà dân hay các cơ sở xã hội. Theo Ukrainska Pravda, Ukraine vừa qua đã công bố các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự chứa máy bay không người lái UAV của Nga tại vùng lãnh thổ Krasnodar do Hải quân Ukraine phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine thực hiện. Các bức ảnh vệ tinh được Planet công bố sau đó cho thấy cơ sở được cho là nơi cất giữ UAV cảm tử Geran-2 bị phá hủy hoàn toàn, trong đó bao gồm cả các tòa nhà huấn luyện, trung tâm điều khiển và liên lạc cho UAV. Ngoài vũ khí đạn dược, quân đội Ukraine đã xác nhận việc loại bỏ một số cố vấn quân sự đào tạo lực lượng vận hành Geran-2 cũng như một số học viện trong vụ tấn công trong thông báo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine ngày 23 tháng 6 cũng xác nhận thông tin Ukraiska Pravda đăng tải. Cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở cất giữ Zeran 2 diễn ra trong bối cảnh Kiev liên tiếp hứng chịu các cuộc không kích từ Moscow. Phần lớn các cuộc tấn công đều nhằm vào cơ sở năng lượng. Ngoài ra, theo Bộ Năng lượng Ukraine, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lưới điện của Ukraine trong đêm 22 tháng 5. Đây là lần thứ 8 trong vòng 3 tháng, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy Ukraine vào bóng tối. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 16 tên lửa và 13 máy bay không người lái UAV trong cuộc tấn công ngày 22 tháng 6 nhằm vào một số khu vực khác nhau trên lãnh thổ nước này. Trước đó, tối 21 tháng 6, không quân Ukraine thông báo 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã cất cánh từ sân bay Olenia ở Nga. Kiev cho biết hệ thống phòng không của Ukraine có thể hạ gục 12 tên lửa UAV. Tuy nhiên, hai công nhân đã bị thương ở Zaporizhia, tại đông nam Ukraine và một số thiết bị tại cơ sở Ukrainego ở khu vực Zaporizhia và Lviv đã bị hư hỏng. Việc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng đã gây ra tình trạng mất điện hàng loạt trên khắp Ukraine trong năm nay. Nga đã thay đổi chiến thuật hướng mũi tấn công vào các cơ sở hạ tầng sản xuất năng lượng thay vì các trạm biến áp điện. Moscow tuyên bố cuộc tấn công mới nhất là nhằm đáp trả những nỗ lực của Ukraine nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Nga. Ukraine trong nhiều tháng qua đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở lọc dầu của Nga, bao gồm cả những cơ sở cách xa biên giới. Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng để đáp trả các cuộc tập kích xuyên biên giới của Ukraine. Các quan chức Ukraine thừa nhận lưới điện nước này thiệt hại nghiêm trọng, người dân bị ảnh hưởng do mất điện luân phiên. Trong một tuyên bố ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Washington phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa mới nhất của Ukraine vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Theo các nhà chức trách địa phương, vụ tấn công liên quan đến tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ nhỏ. Ngoài ra cũng có hơn 120 người bị thương. Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phóng 5 tên lửa tầm xa Atacms mang theo đạn chùm, tấn công Krum. 4 tên lửa đã bị phòng không Nga đánh chặn trên biển đen. Tên lửa còn lại bắn trúng nhưng bay chảy hướng và phát nổ trên bầu trời thành phố cảng Sevastopol. Các mảnh vỡ của đầu đạn chùm rơi xuống đã dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường, trong đó có gần 30 trẻ nhỏ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn, tất cả các hệ thống dẫn đường trên tên lửa Atak MS đều do Mỹ chuyển giao cho Ukraine trên cơ sở dữ liệu tình báo vệ tinh của chính họ trách nhiệm về vụ tấn công gây thương vong dân thường ở Sevastopol, chủ yếu thuộc về Washington cũng như chính quyền Kiev. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga lại không nói rõ có hành động đáp trả đối với Mỹ hay không. Về phía Mỹ, Washington tuyên bố cung cấp đạn trùm cho Ukraine vào tháng 7 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thời điểm đó gọi quyết định này là rất khó khăn, nhưng có lý, cho rằng việc chuyển giao vũ khí này là cần thiết để thúc đẩy một cuộc phản công của Ukraine. Loại vũ khí trên được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường vì đạn thương trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm. Cả Mỹ, Ukraine và Nga đều chưa ký công ước về bom, đạn chùm. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2023, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ không triển khai loại vũ khí này chống lại Kiev vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Nga có thể đảo ngược chính sách này. Ukraine bắt đầu sử dụng tên lửa atak do Mỹ viện trợ tấn công bán đảo Crimea từ cuối tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov cho biết tổng cộng 10 chiếc atacMS MS nhắm vào cầu chiến lược Crimea đã bị bắn hạ. Truyền thông Mỹ trong tháng 5 cũng đưa tin Washington đã bật đèn xanh cho Ukraine trong việc sử dụng vũ khí viện trợ, thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga từ vùng Kharkov. Sau đó, Lầu Năm Góc bổ sung thêm rằng Kiev cũng có thể mở rộng phạm vi tấn công ngoài khu vực Kharkov. Còn theo AP, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa atac ms có tầm bắn tới 300 km để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí phương Tây trong các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là hành động thách thức. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội hôm 23 tháng 6 rằng Mỹ đã cung cấp tên lửa chứa đạn chùm cho Ukraine và giúp Kiev nhắm mục tiêu. Ông đề cập vụ Ukraine tập kích bán đảo Crimea trước đó cùng ngày. Ukraine chọn bãi biển có dân thường ở đó làm mục tiêu và nhấn nút, cả hai nước này sẽ bị thiêu rụi trong địa ngục. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã phóng 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS mang đầu đạn chùm vào thành phố cảng Sevastopol vào buổi trưa. 4 tên lửa bị phòng không Nga bắn hạ nhưng mảnh vỡ từ quả thứ năm rơi xuống một bãi biển ở phía bắc Sevastopol, nơi nhiều người dân đang tắm biển. Theo giới chức Crimea, sự việc khiến 4 người thiệt mạng và 151 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay cho các tên lửa dựa trên thông tin do vệ tinh trinh sát nước này cung cấp, đồng nghĩa Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho cuộc tấn công của Kiev. Cơ quan này khẳng định Nga sẽ đáp trả vụ tập kích, thêm rằng tổng thống Vladimir Putin đang liên lạc thường xuyên với quân đội sau sự việc. Ông Medvedev viết: "Đây không phải là hành động quân sự mà là cuộc tấn công cực đoan hèn hạ nhằm vào người dân chúng tôi được thực hiện vào ngày lễ của chính thống giáo" ngày 23 tháng 6 theo giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ yêu cầu quốc tế phản ứng trước vụ tấn công vào Sevastopol ở bán đảo Crimea. Người phát ngôn Nga nói trên kênh truyền hình Russia 24 rằng chúng tôi sẽ kiên quyết phản ứng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho cộng đồng quốc tế về tội ác của chế độ Kiev. Khi được yêu cầu bình luận về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công này, một quan chức lầu năm góc trả lời, Chúng tôi đã xem các báo cáo này và không có gì để bình luận. Ukraine chưa lên tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov, tin rằng Kiev có thể cắt đứt nguồn tiếp tế của Nga đến bán đảo Crimea nhờ tên lửa ATACMS của Mỹ. Trả lời tờ The Philadelphia Inquirer, ông Budanov cho rằng Crimea là mấu chốt trong cuộc xung đột với Nga. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy nhiều tàu của Nga tại khu vực này, ông Buranov nói từ lâu đã không còn tàu chiến nào của Nga ở Biển Đen. Vì vậy, bước tiếp theo là ngừng cung cấp quân sự của Nga cho bán đảo, trong đó cầu Crimea sẽ là mục tiêu hàng đầu. Ông Buranov tin rằng tên lửa Atacms có thể phá hủy cầu Crimea, bất chấp những ý kiến cho rằng tên lửa này không đủ mạnh để làm điều đó. Sau cuộc tấn công vào thành phố Sevastopol ở Crimea, Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên trong xung đột tránh thương vong cho dân thường phó phát ngôn viên Fahan Haq của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói với hãng thông tấn TASS rằng chúng tôi muốn tất cả các bên thực hiện các bước để tránh thương vong cho dân thường. Tại ngôi làng nhỏ Lipsi, khuất sau chiến tuyến Kharkov, Ukraine, một tòa nhà cao tầng đứng lẻ loi ngay sát tuyến đường chính. Những ngôi nhà xung quanh đã bị san phẳng bởi những trận pháo kích liên hồi của quân đội Nga và con đường đất đầy rẫy những mảnh đạn. Tất cả những gì có thể nghe thấy là âm thanh của một quả bom được thả xuống. Vài giây sau đó, một vụ nổ lớn xảy ra. Quả bom lao xuống đất cách tòa nhà 10 mét, tạo ra một miệng hố khổng lồ trước khi hỏa lực thổi bay ba tầng cao nhất của tòa nhà. Khi khói tan dần, toàn bộ nửa trên của tòa nhà này đã bị xé toạc. Đoạn phim được đăng tải bởi một blog quân sự Nga có tên là Fighter Bomber cho thấy một phiên bản mới của bom lượn nặng hơn và có sức công phá gấp đôi phiên bản tiền nhiệm với phạm vi công phá rộng lớn. Các blogger quân sự Nga thông tin rằng đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với bom lượn nặng 3.000 kg hay còn gọi là FAB-3000, một loại bom được cải tiến từ hai phiên bản FAB-500 và FAB-1500 từ thời Liên Xô có thể chứa tới gần 1 tấn rưỡi thuốc nổ. Những quả bom lượn được cho là được sử dụng lần đầu tiên tại kế hoạch quân sự ở Bakhmut, sau đó là Abdiqa, Vopchans và thành phố Kharkov. Hiệu quả đáng kể của chúng khiến các nhà quân sự mệnh danh những quả bom này là vũ khí kỳ diệu, nhờ nguồn cung dồi dào và có số lượng đáng kể trong kho dự trữ vũ khí từ thời Liên Xô. Kharkov là một trong những hướng tiến công trọng tâm trong chiến dịch quân sự mùa hè của lực lượng Nga. Ukraine hiện đang nỗ lực cản bước quân đội Moscow tại ngoại ô Lipsy, cách Kharkov khoảng 32 km. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự xuất hiện của bom lượn trên chiến trường sẽ ngăn Ukraine đạt được mục đích bởi bom lượn nổi tiếng là khó bắn hạ, đặc biệt là phiên bản FAB-3000 cách hiệu quả nhất để ngăn chặn bom lượn là tiêu diệt các máy bay chiến đấu có khả năng triển khai chúng trên chiến trường, bao gồm các máy bay xuất hiện tại không phận Nga hay các máy bay đóng quân tại căn cứ quân sự của Nga. Khả năng của Ukraine trong việc chống lại mối đe dọa từ bom lượn đã bị cản trở nghiêm trọng do thiếu máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa và chính sách hạn chế của phương Tây ngăn cản lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược quy định này, mở rộng phạm vi tấn công của các cuộc tấn công vượt khỏi biên giới Ukraine nhằm mục đích phản công ở khu vực Kharkov. Sau đó, Nhà Trắng lại tiếp tục đồng ý cho Ukraine được phép sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp nhằm tấn công các mục tiêu bên trong Nga, không chỉ giới hạn tại khu tiền tuyến gần Kharkov trong trường hợp Kiev hành động để tự vệ. Điều này đã mở ra một lối thoát cho Ukraine chống lại các đợt tấn công bằng bom lượn. Washington cũng khẳng định chính quyền nước này đang gấp rút chuyển giao tên lửa đánh chặn phòng không cho Ukraine bằng cách tạm dừng giao hàng cho các quốc gia đồng minh. Dù không tiết lộ sẽ gửi bao nhiêu tên lửa đánh chặn, nhưng một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Ukraine sẽ được ưu tiên trong 16 tháng tới và tên lửa sẽ được chuyển đến Kiev khi ra khỏi dây chuyền lắp ráp. Ukraine sẽ nhận được các tên lửa đánh chặn cho cả các tổ hợp phòng không Patriot và NASAM. Tuy nhiên, ông George Baros, trưởng nhóm nghiên cứu Nga thuộc nhóm tình báo không gian địa lý tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, chính sách trước đây của Mỹ tạo nên nhược điểm cho Ukraine nhờ việc vẽ đường cho Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng các loại vũ khí tầm xa khác mà không cần thiết lập cứ điểm ở Ukraine. Từ The Kiev Independent dẫn phát biểu của người phát ngôn hải quân Ukraine. Ông Dmytro Pletenchuk cho biết, Liên bang Nga bắt đầu bắn tên lửa hành trình Kalib từ các tàu chiến ở biển Azov thay vì từ biển đen, do nơi đây không còn đủ an toàn. Đêm 22 tháng 6, các lực lượng Liên bang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine ở nhiều khu vực. Hải quân Ukraine cho biết Nga đã di chuyển 9 tàu tới biển Azov cách đây ít ngày. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công từ biển đen ngay sau đó. Theo người phát ngôn Hải quân Ukraine, 4 trong số 16 tên lửa hành trình sử dụng trong các cuộc tấn công nêu trên được phóng từ các tàu chiến của Liên bang Nga ở biển Azov, trong khi các báo cáo trước đó cho biết tên lửa tấn công Ukraine được phóng từ biển đen. Ông Pletenchuk cho rằng việc Liên bang Nga phóng 4 quả tên lửa hành trình từ biển Azov là một bước ngoặt quan trọng. Nguyên nhân có thể là do phía Liên bang Nga coi đây là vùng biển an toàn hơn biển đen. Tuy nhiên, ông Pletenchuk cảnh báo các lực lượng của Liên bang Nga đừng cảm thấy quá an toàn ở biển Azov, bởi biển Azov cũng khá gần với Ukraine dù Ukraine có thể tấn công tàu Nga bằng tên lửa và UAV ở biển Azov, nhưng tấn công bằng xuồng cảm tử, một trong những vũ khí hiệu quả hàng đầu ở Biển Đen, sẽ là thách thức lớn. Xuồng cảm tử của Ukraine sẽ phải vượt qua cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga nếu muốn đi vào biển Azov. Đây là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, lãnh thổ do Nga kiểm soát bao quanh vùng biển này bằng một vùng đệm khá lớn và một hệ thống phòng không uy lực được đặt ở đây. Ngay sau khi Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen nổi lên như một mặt trận quan trọng. Kiev tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine trên Biển Đen và sắp nhập vào Nga năm 2014. Lực lượng Hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần Biển Đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này bị phá hủy hoặc gây thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái cảm tử và tên lửa của Ukraine. Trung tâm Truyền thông Chiến lược của quân đội Ukraine Stratcom báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm Kilo. Từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, Hungary sẽ tiếp nhận từ Bỉ, cương vị chủ tịch EU lân phiên, cho thời gian 6 tháng cuối năm nay. Đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống hiện tại, ở xứ sở Cơ Hoa, thì việc Hungary và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đảm trách cương vị Chủ tịch EU lân phiên trong khoảng thời gian diễn ra cuộc chạy đua vào Nhà Trắng là điều tốt. Nguyên nhân ở chỗ, ông Orbán là người hậu thuẫn ông Trump mạnh mẽ nhất trong số lãnh đạo của tất cả các thành viên EU và NATO. Sự hậu thuẫn đó cả trong hiện tại cũng như giai đoạn ông Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016. Mới đây, ông Orbán đã bay sang Mỹ chỉ để gặp ông Trump, mà không gặp tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Không chỉ có như vậy, ông Orbán không thể loại bỏ được cảm nhận chung của thế giới bên ngoài là dùng chính cương vị chủ tịch EU lần phiên sắp tới của Hungary để cùng ông Trump vận động tranh cử. Bằng chứng mới đây nhất là ông Orbán đề ra khẩu hiệu làm cho châu Âu vĩ đại trở lại, cho chương trình nghị sự của Hungary trên cương vị chủ tịch EU lần phiên sắp tới. Nghe khẩu hiệu này, ai ai cũng sẽ tự khắc liên tưởng ngay đến khẩu hiệu đã trở thành bản chất quan điểm của ông Trump là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Orbán đề ra mục tiêu đầy tham vọng cho nhiệm kỳ chủ tịch EU lần phiên sắp tới, nhưng đồng thời còn quảng bá cho quan điểm của ông Trump và dùng EU để trực tiếp vận động tranh cử cho ông Trump. Sự trợ giúp từ xa này rất đắc dụng đối với ông Trump. Trước đó, thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng ông Donald Trump trở lại làm tổng thống Mỹ sẽ tốt hơn cho thế giới. Cụ thể, nhà lãnh đạo này cho biết ông Donald Trump có thể ngăn chặn xung đột giữa Nga và Ukraine nếu thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào tháng 11 tới và trở lại Nhà Trắng. Thủ tướng Hungary cho biết, trong thời gian nắm quyền từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump là Tổng thống của hòa bình, được cả thế giới tôn trọng và do đó tạo điều kiện cho hòa bình. Không có xung đột ở Ukraine cũng như Trung Đông vào thời điểm đó. Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, ngày nay, sẽ không có chiến tranh nếu ông Trump là Tổng thống Mỹ. Theo Ngô Ban, ông Trump và ông đã đồng ý rằng sẽ có hòa bình nếu có những nhà lãnh đạo thế giới mong muốn hòa bình. Thủ tướng Ngô Ban nói thêm, ông tự hào về Hungary là một trong những quốc gia đang nỗ lực vì hòa bình. Giới chức Pháp tại New Caledonia ngày 24 tháng 6 cho hay nhiều tòa nhà bị đốt phá trong đêm trong đó có một đồn cảnh sát và tòa nhà chính quyền thành phố trong đợt bạo lực tái bùng phát tại vùng lãnh thổ này ở Thái Bình Dương. Theo cao ủy đại diện Pháp tại New Caledonia, trong đêm đã xảy ra tình trạng bất ổn khắp đất liền, đảo chính của New Caledonia và trên các đảo Pins và Ma, buộc nhiều lực lượng tiếp viện đối phó các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát, đốt phá và lập rào chắn. Bạo loạn và cướp bóc nổ ra ở New Caledonia vào giữa tháng 5 vì kế hoạch cải cách bầu cử mà người Canac bản địa lo ngại sẽ khiến họ rơi vào tình trạng thiểu số vĩnh viễn, cũng như khiến hy vọng độc lập chắc chắn ngoài tầm với. Tình trạng bất ổn khiến nhiều người thiệt mạng và thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ euro. Chính phủ Pháp đã điều 3.000 binh sĩ và cảnh sát đến đây. Một số vụ hỏa hoạn đã bùng phát ở các quận Ducos và Magenta của thành phố Nomea, trong khi xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Borel khiến một người bị thương. Trong thông cáo báo chí, cao ủy Pháp ở New Caledonia cho biết lực lượng chức năng đã dập tắt được một số đám cháy, đồng thời cho hay cơ sở và phương tiện của cảnh sát thành phố cũng như phương tiện cá nhân đã bị đốt cháy. Được biết, New Caledonia là hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương, gần Úc, Fiji và Vanuatu và cách Pháp đến 17.000 km. Hòn đảo này có diện tích hơn 18.000 km vuông và dân số gần 270.000 người. New Caledonia trở thành thuộc địa của Pháp từ năm 1853 sau nhiều thập kỷ, hòn đảo này trở thành vùng lãnh thổ bán tự trị của Pháp. trong quá khứ, làn sóng bất bình vì bị phân biệt đối xử đã lan rộng trong lòng người bản địa New Caledonia. nhiều cuộc bạo loạn dữ dội đã diễn ra trên hòn đảo này trong những năm 1980. điều này buộc Paris đồng ý ký kết hiệp định Noumea năm 1998 với lời hứa trao thêm quyền tự quyết chính trị cho cộng đồng Kanak ở đây. New Caledonia đã tổ chức nhiều cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2018. 2020 và 2021 về việc có tách khỏi Pháp hay không. Kết quả của tất cả các cuộc trưng cầu này là việc ở lại Pháp. Tuy nhiên, phong trào đòi độc lập vẫn rất mạnh mẽ ở đây. Hồi tháng 5, nhằm xoa dịu tình hình, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã khẳng định chính phủ nước này sẽ không yêu cầu quốc hội hoàn thành việc thông qua dự luật trên trước khi đàm phán với các lãnh đạo cộng đồng người Kanak. Thủ tướng Pháp tuyên bố trước Hạ viện rằng: "Tôi thân mời các lãnh đạo chính trị của New Caledonia nhân cơ hội này đến Paris để thương lượng. Điều quan trọng là hàn gắn. Việc đối thoại rất quan trọng. Chúng ta cần tìm một giải pháp chính trị chung mang tính toàn cầu. Video do nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đăng tải cho thấy nhiều xuồng không người lái USV cảm tử tu fan 1 của nhóm được trưng bày trên kệ. Loại xuồng này có phần thân dạng chữ V, tương tự một số mẫu USV đang được Ukraine sử dụng trên biển đen. Video cho thấy lực lượng hầu thi thử nghiệm điều khiển chiếc xuồng di chuyển với tốc độ cao trên mặt nước và có người ngồi bên trong, chứng tỏ nó có hai chế độ điều khiển, từ xa hoặc trực tiếp. Video sau đó chuyển sang cảnh chiếc USV tập kích một con tàu cỡ nhỏ bị bỏ lại trên biển, đòn đánh tạo ra vụ nổ lớn và cột khói bốc cao lên bầu trời. Con tàu mục tiêu thủng một lỗ lớn và bị phá hủy hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên nhóm hầu thi thử nghiệm xuồng cảm tử trong điều kiện sát với chiến đấu thực tế. Hầu thi cũng cung cấp góc quay khác từ trên cao, cho thấy chiếc USV liên tiếp chuyển hướng trước khi lao vào con tàu mục tiêu, dường như để mô phỏng cách tránh hỏa lực bảo vệ thân tàu. Nhóm Hầu thi cho biết, xuồng Tufan 1 được trang bị đầu đạn nặng 150 kg và có vận tốc khoảng 65 km một giờ. Hầu thi không đề cập tầm hoạt động của chiếc USV, song tiết lộ nó sử dụng động cơ thương mại gắn ngoài được tối ưu hóa để nhắm vào các mục tiêu hàng hải cố định và di động. Chuyên gia quân sự Thomas Newdick của Warzone nhận định, Tufan-1 có kích thước tổng thể nhỏ hơn đáng kể so với nhiều USV khác của Houthi, giúp nó nhanh, linh hoạt và khó bị bắn trúng hơn. Quy mô của vụ nổ cũng cho thấy đầu đạn gắn trên xuồng có sức sát thương lớn. Ngoài ra, Houthi cũng là lực lượng phiến quân đầu tiên sử dụng thực chiến tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đỏ và cũng sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình chống hạm. Trước đó, theo trang Warzone, phiến quân Houthi ở Yemen đã sử dụng kho tên lửa hành trình chống hạm ngày càng đa dạng và bố trí các máy bay không người lái Kamikaze dẫn đầu trong hàng chục cuộc tấn công trong và xung quanh biển đỏ những tháng gần đây. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, chi tiết về kho vũ khí tên lửa chống hạm của Houthi vẫn còn mù mờ. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS đã đưa ra thông tin hữu ích về những vũ khí này. IISS đã lần đầu tiên công bố nghiên cứu về kho tên lửa chống hạm của Houthi vào tuần trước, trong đó có 6 loại tên lửa đạn đạo chống hạm và 6 tên lửa hành trình chống hạm. Điều đáng chú ý trước tiên là nhóm Houthi tuyên bố rằng phần lớn kho tên lửa cũng như máy bay không người lái của họ đã được phát triển trong nước. Lực lượng Houthi của Yemen rõ ràng đã tích lũy được một kho tên lửa chống hạm rất đa dạng và thực tế, đồng thời cũng cho thấy sự sẵn sàng và năng lực sử dụng chúng. Việc nhóm sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm trong hoạt động trong những tháng gần đây là đặc biệt đáng chú ý. Tất cả những điều này có thể đặt ra câu hỏi về quy mô và phạm vi thực sự của khả năng chống hạm của Houthi, cũng như nhóm này có thể duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại trong bao lâu. Hệ thống phòng thủ tên lửa vòng sắt Iron Dome nổi tiếng của Israel có nguy cơ bị áp đảo trong các cuộc tấn công mở màn nếu cuộc xung đột toàn diện với Hezbollah nổ ra. Theo trang The Guardian của Anh, đánh giá trên do giới chức Mỹ đưa ra vào cuối tuần trước, Tương tự phân tích gần đây của các chuyên gia Israel và Mỹ, quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh có lo ngại cho rằng cuộc chiến của Israel với Hezbollah có thể leo thang nguy hiểm hơn nhiều so với cuộc chiến với Liban năm 2006. Kể từ năm 2006, Hezbollah, lực lượng phi nhà nước được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới, đã nâng cấp đáng kể kho vũ khí và năng lực quân sự, bao gồm mua thiết bị bay không người lái tự sát, tăng cường năng lực tên lửa phòng không và nổi súng đáng kể tên lửa với số lượng ước tính từ 120.000 đến 200.000 hệ thống. Giới chuyên gia cho rằng quy mô kho tên lửa của Hezbollah và học thuyết tác chiến sử dụng chúng trong một cuộc xung đột lớn với Israel có thể là thách thức lớn nhất. Song, theo đánh giá năng lực tên lửa của Hezbollah do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn của Mỹ thực hiện, việc tìm kiếm và phá hủy năng lực tên lửa và rocket của Hezbollah sẽ cần đến một nỗ lực tấn công trinh sát khổng lồ. Đánh giá cho hay, Kho rocket và tên lửa của Hezbollah cũng bao gồm tên lửa tầm xa. Chúng cũng có khả năng được sử dụng chủ yếu cho mục đích gây sức ép với việc Hezbollah thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các trung tâm dân cư của Israel để làm suy yếu sự ủng hộ của Israel đối với cuộc chiến này. Dù vậy, các chuyên gia tin rằng thách thức nghiêm trọng nhất có thể là số lượng lớn tên lửa bắn theo từng đợt được cố tình thiết kế áp đảo các hệ thống phòng không của Israel. Tuần trước, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói với CNN rằng chúng tôi đánh giá rằng ít nhất một số khẩu đội vòm sắt sẽ bị áp đảo. CNN cũng đưa tin rằng Israel đang di chuyển thêm các vũ khí phòng không về phía Bắc. Israel có khoảng 10 khẩu đội vòm sắt, mỗi khẩu đội có khoảng 4 bệ phóng riêng biệt được kết nối với một hệ thống radar phát hiện tên lửa đang bay tới. Tuy nhiên, giống như tất cả các hệ thống khác, vòm sắt bị giới hạn về mặt vật lý bởi số lượng mối đe dọa có thể tấn công cùng lúc. Hơn nữa, khả năng tên lửa nâng cấp của Hezbollah cũng gây ra cảnh báo về mối đe dọa đối với khả năng phục hồi dân sự của Israel, thúc đẩy các kế hoạch ứng phó với thương vong hàng loạt nếu chiến tranh nổ ra. Không phải ai cũng tin rằng giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Israel có thể đối phó với tất cả các rủi ro đó. Phát biểu tại một hội nghị vào tuần trước, ông Saul Goldstein, giám đốc điều hành của Noga, đơn vị quản lý hệ thống điện của Israel cảnh báo Chúng tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến thực sự. Tất cả cơ sở hạ tầng của chúng tôi không ở trong tình trạng tốt. Mỹ và Pháp đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc xung đột lớn hơn giữa Israel và Hezbollah trong bối cảnh lo ngại căng thẳng gia tăng và các cuộc giao tranh ở biên giới có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện. Theo hãng tin Reuters, ông Ismail Antawata, giám đốc văn phòng truyền thông Hamas vừa cho biết cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza, miền bắc giải Gaza mới đây đã làm 42 người thiệt mạng. Theo đó, ông al cho biết 24 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Ansati và 18 người thiệt mạng tại khu phố Antufa. Quân đội Israel không xác nhận các vụ tập kích, nhưng cho biết họ đã tấn công hai địa điểm cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas ở khu vực thành phố Gaza. Hình ảnh của Reuters cho thấy loạt ngôi nhà bê tông cốt thép ở Ansati bị đánh sập sau vụ không kích, trong khi hàng chục người Palestine cố gắng tìm kiếm người còn sống sót dưới đống đổ nát. Loạt vụ việc mới nhất xảy ra chỉ một ngày sau khi các cơ quan cứu trợ và lực lượng y tế ở giải Gaza khẳng định ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương khi khu lều trại của người tị nạn Palestine ở khu vực Al-Mawasi phía nam giải Gaza bị Israel pháo kích. Quân đội Israel không xác nhận vụ tấn công ở Al-Mawasi nhưng cho biết họ có thực hiện các chiến dịch chính xác dựa trên thông tin tình báo tại Rafa. Thành phố Rafa nằm cách khu vực Al-Mawasi khoảng từ 6 đến 7 km. Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế, Israel và Hamas chưa thể đi đến một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Theo truyền thông Israel, một nguồn tin ngoại giao cấp cao nước này đã nói với kênh tin tức số 12 rằng việc thành bại của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin hoàn toàn phụ thuộc vào Hamas. Cụ thể, nếu Hamas tuân thủ thực thi trách nhiệm của nhóm này, Israel sẽ dừng cuộc chiến tại Gaza ngay tại thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực và toàn bộ con tin được trả tự do. Nguồn tin khẳng định, phía Israel đã làm tất cả những gì có thể, song các nhà trung gian quốc tế Ai Cập và Qatar vẫn chưa có đủ đòn bẩy đối với nhân vật có vai trò quyết định đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn là ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại Gaza, khiến cho triển vọng đạt được thỏa thuận là không lạc quan. Vì vậy, Israel sẽ tiếp tục duy trì áp lực quân sự lên Hamas nhằm tạo ra đòn bẩy đủ lớn để đảm bảo mục tiêu giải cứu toàn bộ con tin còn bị nhóm vũ trang Palestine bắt giữ. Gần 2 tuần trôi qua kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất ngừng bắn, theo công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden, triển vọng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vẫn rất mịt mờ. Các cuộc đàm phán tiếp theo dưới sự bảo trợ của Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn chưa được xúc tiến trở lại. USNI News dẫn tuyên bố của Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Nam Góc, nói nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dry D. Eisenhower đã rời khỏi phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Trung tâm CENCOM và sẽ tạm thời đến khu vực quản lý của Bộ Tư lệnh châu Âu EUCOM trong thời gian ngắn trước khi quay về cảng nhà sau hơn 7 tháng được triển khai nhằm ủng hộ nỗ lực gian đe và bảo vệ của Mỹ ở Trung Đông. Ông Ryder cũng thông báo nhóm tàu Theodore Roosevelt sẽ rời khỏi Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào tuần tới để đến Trung Đông thay cho nhóm tàu vừa rời đi. Trước đó, phát ngôn viên Jahia Sare của Houthi tuyên bố lực lượng này đã phóng một tên lửa nhắm vào tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower tại Biển Đỏ vào cuối tháng 5 nhằm đáp trả vụ không kích của Mỹ và Anh tại Yemen. Ông Sare nói rằng đợt tấn công của hai nước phương Tây đã khiến 16 người thiệt mạng và 41 người bị thương trong đó có dân thường. Các vụ tấn công nhắm vào cảng Salif thuộc tỉnh Hodeida, một tòa nhà phát thanh tại quận an khu Galifa và hai ngôi nhà. Tuy nhiên, hãng tin Reuters của Anh dẫn lời hai quan chức Mỹ khẳng định tuyên bố của Houthi về việc lực lượng này đã tấn công tàu sân bay Dry trên biển đỏ là sai sự thật. Trước khi rút khỏi biển đỏ, nhóm tàu Dry D. Eisenhower tham gia đối phó các đợt tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen trên vùng biển này. Sau khi cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas Israel bùng nổ ở Gaza từ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, Houthi bắt đầu khai hỏa tên lửa, máy bay và xuồng không người lái vào tàu bè qua lại Biển Đỏ mà theo lực lượng này là hành động ủng hộ người Palestine. Ngay trong ngày 23 tháng 6 Ông Jahia Sarre cho biết lực lượng hải quân của nhóm này đã thực hiện chiến dịch nhắm mục tiêu hai lần liên tiếp vào tàu chở hàng Charles Navigator ở Biển Đỏ bằng một chiếc xuồng không người lái tấn công trực tiếp vào con tàu. Ông Sarre nói thêm một số tên lửa hành trình của Houthi đã tấn công tàu Stone Sequoia ở Nội Dương và đã đánh trúng mục tiêu. Theo người phát ngôn của Houthi, các cuộc tấn công trên nhằm đáp trả việc các công ty chủ sở hữu các tàu hàng vi phạm lệnh cấm đi vào các cảng của Israel do lực lượng Houthi áp đặt. Cũng trong ngày 23 tháng 6, một quan chức chính phủ Yemen cho hay tàu hàng Trans Navigator treo cờ Liberi đã bị Houthi tấn công hai lần liên tiếp khi đang di chuyển ở vịnh Aden tại Biển Đỏ, ngoài khơi bờ biển thuộc thành phố cảng Horeda của Yemen. Quan chức này cho biết con tàu bị hư hỏng nhưng vẫn tiếp tục hành trình đến cảng tiếp theo và không có thủy thủ đoàn nào bị thương. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh UKMTO cũng khẳng định đã nhận được báo cáo về một sự cố cách cảng Hodeida khoảng 65 hải lý, tương đương 120 km về phía tây. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.